trên hành tinh chúng ta, đại dương chiếm phần lớn và đầy bí ẩn. Dù đã tiến xa trong việc áp dụng công nghệ hiện đại, khoa học chỉ mới khám phá được vỏn vẹn 5% thế giới dưới đáy biển. Thật khó để tin rằng 95% còn lại vẫn bị che giấu. Trong màng đêm lạnh lẽo kia, không biết đang tồn tại dạng sống nào và những chủng loài to lớn đang ngự trị. Trong những năm gần đây, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, các nhà khoa học đã tìm thấy một số sinh vật có vẻ kỳ quái. Một số dường như đến từ ngoài hành tinh, trong khi số khác đã tồn tại trước thời đại khủng long. Ngay bây giờ, bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng nhau lặn xuống lòng đại dương để tìm hiểu về những dạng sống kỳ lạ và quý hiếm mà bạn chưa bao giờ thấy trước đây. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại Thiên nhiên kỳ thú. Con lươn biển Gulper này chắc chắn là một sinh vật không có tổ tiên. Nó có một cái miệng khổng lồ lớn hơn nhiều so với toàn bộ cơ thể của nó. Miệng của lươn Gulper giống như cái bản lề, có thể mở đủ rộng để nuốt chửng bất kỳ con mồi nào nó muốn, bị một sinh vật đáng sợ nuốt có vẻ tàn bạo. Tuy nhiên, nó chủ yếu ăn cá, động vật chân đầu và động vật giáp xác. Khi nó cảm thấy bị đe dọa, lươn Gulper có thể biến thành một quả bóng bay lớn màu đen với chiều dài khoảng 60-90cm, khiến kẻ thù không dám tiến gần. Nó ăn bằng cách ngậm con mồi vào miệng, ép nước ra ngoài qua răng và mang. Con mồi được bao quanh bởi lớp da đàn hồi, ép chặt xuống cổ họng, trôi xuống dạ dày khi con mồi vẫn còn sống. Sinh vật này không phải là loài kỳ lạ duy nhất, và đây là quái vật gà không đầu. Nó sẽ khiến bất cứ ai cũng kinh ngạc khi bơi với chiếc vây có màng, cùng cái miệng giống như quái vật Sarlacc trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Mặc dù trông giống như một sinh vật từ hành tinh, thực tế nó là một loài hải sâm đang bơi dưới lớp da màu đỏ sẫm. Cơ thể nó hoàn toàn trong suốt và những gì bạn đang nhìn thấy là nội tạng và toàn bộ cấu trúc sinh học. Được tìm thấy ở độ sâu từ 3.000 đến 4.000 mét dưới mặt nước. Tuy nhiên, để nhìn thấy sinh vật này là cực kỳ hiếm. Nó kiếm ăn bằng cách sử dụng các xúc tu miệng để thu thập và lọc tuyết biển, các hạt hữu cơ động vật và thực vật chết rơi xuống đáy đại dương. Ở độ sâu âm u này, một loài săn mồi cổ xưa đang ẩn nấp, cá mập băng xếp. Những con cá mập này thuộc một dòng dõi cổ có niên đại khoảng 80 triệu năm và chúng được tìm thấy ở độ sâu tới 1.570 mét. Điều này có nghĩa khi khủng long còn sống trên trái đất, chúng đồng thời cũng đang tung tăng trên đại dương. Được đặt tên theo vẻ ngoài có diềm xếp nếp của mang, cơ thể dài khoảng 2,1 mét. Mặc dù được gọi là cá mập, loài động vật này bơi giống như lươn, chủ yếu ăn cá, mực bằng cách nuốt chửng con mồi. Cấu trúc bộ hàm làm nó khác biệt với những cá mập khác cùng loài. Nhìn cái miệng đáng sợ của nó, bạn sẽ thấy 300 chiếc răng hình kim quay ngược xếp thành hàng, giúp giữ và ăn con mồi hiệu quả. Tuy vậy, bạn nên cực kỳ cẩn trọng trước những sinh vật nguy hiểm khác dưới đây. Chẳng hạn như tôm bọ ngựa, một loài đã tồn tại khoảng 400 triệu năm và được biết đến là nguy hiểm hơn cả cá mập mang xếp. Sinh vật có màu sắc rực rỡ này có thị lực tiên tiến nhất trong vương quốc động vật. Nó có thể nhận ra tới 12 bước sóng màu cơ bản, khác với 3 bước sóng màu mà con người có thể nhìn thấy, màu đỏ, xanh lam và xanh lục. Chúng có những chiếc càng cực mạnh, dùng để đập con mồi thành từng mảnh, với chiều dài cơ thể 15cm, khả năng tấn công với tốc độ tương đương với tốc độ của một viên đạn cỡ nòng 5,6 ly, đủ để làm vỡ kính bể cá, vỡ vỏ con mồi trong một phần của giây. Áp suất cực lớn từ cú đấm của nó tạo ra bọt, làm sôi nước xung quanh, khiến bong bóng khí nổ tung thành một quả cầu âm thanh và ánh sáng, có nhiệt độ cân bằng nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Cú đấm có sức tàn phá kinh khủng đến mức có thể hất văng các chi của con mồi. Mực ma cà rồng là một trong nhiều sinh vật khác được gọi là hóa thạch sống. Các nhà khoa học đặt tên cho động vật này là mực ma đến từ địa ngục. Nó sử dụng một cặp cấu trúc dạng sợi mỏng có thể đàn hồi để thu giữ tuyết biển, một thuật ngữ dùng để mô tả cơn mưa vật chất hữu cơ rơi xuống biển sâu từ các tầng trên cao, bao gồm cả sinh vật phù du chết. Nó có thân hình uyển chuyển màu đỏ sẫm hoặc đen. Đặc điểm độc đáo là mạng lưới giống chiếc áo choàng nối liền 8 xúc tu mang lại cho nó vẻ ngoài giống ma cà rồng. Nó có thể lật ngược chiếc áo choàng đầy gai nhọn này khiến nó to hơn để dọa được kẻ thù. Các hồ sơ hóa thạch cho thấy tổ tiên của loài mực này có niên đại ít nhất 300 triệu năm, cho thấy nó tồn tại lâu hơn khủng long và nhiều dạng sống khác. Mực ma cà rồng có điểm tương đồng khá ngạc nhiên với một số sinh vật đáng chú ý từ biển. Và đây là cua nhện Nhật Bản, là một phần của phân thứ bộ cua, có nguồn gốc từ kỷ Jura khoảng 200 triệu năm trước và đã thích nghi tốt với môi trường quanh nó. Cua nhện Nhật có sải chân lớn nhất so với bất kỳ loài động vật chân đất nào. Những con cua khổng lồ này có thể dài hơn 3,8 mét. Mặc dù cơ thể chúng chỉ rộng khoảng 38cm, cua nhện Nhật sống ở đáy Thái Bình Dương. Chúng sống ở độ sâu 600 mét dưới mực nước biển. Đúng như tên gọi, cua nhện Nhật là một loài ăn tạp, thực đơn chúng bao gồm thực vật, tảo, động vật thân mềm và xác động vật chết. Nó không dữ tợn mặc dù thân hình hơi quái dị, đầy gai góc, chúng ta chỉ thấy nó trong bể cá, ngoài tự nhiên rất khó để bắt gặp. Nó là sinh vật rất thú vị, nhưng nên xem xét một loài động vật cổ xưa hơn. Cua móng ngựa hay còn gọi là sam biển,
sống khoảng 445 triệu năm. Loài động vật này đã tồn tại từ rất lâu trước thời đại khủng long, cho thấy rằng những con cua móng ngựa đã sống sót và trải qua 4 sự kiện tuyệt chủng hàng loạt xảy ra trên trái đất, bao gồm cả thiên thạch trích du lúc tiêu diệt hoàn toàn loài khủng long. Đặc điểm sinh lý của chúng hầu như không thay đổi. Các nhà nghiên cứu nói rằng điều này là do nó có thể ăn bất cứ thứ gì bắt được. Máu màu xanh gốc đồng đặc biệt có thể đông lại khi vi khuẩn xâm nhập, bảo vệ cơ thể khỏi các chất độc. Cua móng ngựa, bất chấp tên gọi của chúng, hình dạng có vẻ giống với cua, nhưng chúng có nhiều đặc điểm khác biệt trong cấu trúc cơ thể và phân loại học. Loài động vật chân đốt nước lợn này là một thành viên của họ Limulidae, lớp động vật giáp xác. Chúng có mối quan hệ thân thiết với nhóm động vật gồm nhện, bọ cạp và ve, bởi chúng đều thuộc nhóm động vật giáp. Mặc dù lớp vỏ gai trông đáng sợ, nhưng chúng vô hại với con người. Thật khó để tin rằng cua móng ngựa đã tồn tại trong một thời gian dài đến vậy. Tuy nhiên, có một sinh vật biển thời tiền sử khác có thể vượt qua nó về niên đại. Hãy gặp gỡ ốc anh Vũ, một sinh vật biển sâu cổ đại có hồ sơ hóa thạch từ xa xưa, tồn tại trên trái đất khoảng 350 triệu năm. Ốc anh Vũ là loài động vật thân mềm điển hình của chi động vật chân đầu. Chúng sống dưới đáy biển sâu vài trăm mét ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Với vẻ ngoài đẹp, vận hình lượn sóng xám đỏ xen nhau, ốc anh Vũ có chiếc vỏ cứng rất đáng kinh ngạc. Loài này thường được gọi là một dạng hóa thạch sống do tồn tại trong khoảng thời gian dài. Ốc anh Vũ phân bố ở Nam Thái Bình Dương, gần các dạng san hô và đáy biển ngoài khơi Úc, Nhật Bản và Micronesia, và chắc chắn loài này có chiếc khủng long. Chỉ có 6 loài ốc anh Vũ có ngăn và sự thay đổi của chúng theo thời gian là rất nhỏ. Điểm đặc biệt nhất là vỏ, có hình xoắn ốc được chia thành nhiều ngăn. Khi ốc anh Vũ phát triển, nó tạo ra những ngăn mới lớn hơn và di chuyển đến ngăn ngoài cùng. Những sinh vật này ăn sát thối và những mảnh vụn hữu cơ chìm xuống đáy đại dương. Nó có 90 xúc tu với mỏ sắc nhọn giống như mỏ bạch tuộc, tuổi thọ lên đến 20 năm. Chuyển từ vẻ ngoài sang trọng của ốc anh Vũ, chúng ta đi sâu hơn vào điều khó có thể xảy ra trong thế giới dưới nước, gặp một sinh vật hấp dẫn khác mặc dù ít được biết đến. Bạn sẽ hiểu tại sao cua Yeti có tên như vậy khi nhìn vào nó. Toàn thân được bao phủ bởi lớp lông mịn và dày, những sợi lông tơ trông giống như tóc người. Nó được coi là một trong những sinh vật biển có vẻ ngoài độc đáo nhất vì những đặc điểm này giúp ta gợi nhớ đến người tuyết gớm hiếp Yeti. Điều đáng kinh ngạc nhất về cua Yeti là chúng sinh sống ở vùng biển sâu gần các miệng phun thủy nhiệt, ở một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất. Những lỗ thông hơi này phun ra nước, dầu khoáng chất và cực kỳ nóng, tạo ra một môi trường khó khăn mà ít sinh vật nào có thể sống sót. Điều đáng chú ý khác về những sinh vật đặc biệt này, chúng ăn những sợi lông trên móng vuốt. Những sợi lông này cung cấp môi trường sống cho vi khuẩn. Thông qua quá trình tổng hợp hóa học, biến chất vô cơ từ miệng thủy nhiệt thành chất hữu cơ. Bằng cách cua Yeti vẫy móng vuốt trong nước giàu khoáng chất, cung cấp chất dinh dưỡng cho những vi khuẩn. Đổi lại, cua tiêu thụ vi khuẩn, giúp chúng tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt, khan hiếm thức ăn. Mối quan hệ cộng sinh này đều có lợi cho cả hai. Nhân tiện, khi đang nói về cua, chúng ta sẽ nói về loài cua tiếp theo, một sinh vật thú vị không kém, nếu không muốn nói là rất kỳ lạ. Đây là cua hộp, giống như rất nhiều sinh vật khác ở biển sâu, là một bậc thầy cải trang và có một nghi thức giao phối kỳ quái. Cua hộp tóm lấy và mang bạn tình của nó đi khắp nơi, thậm chí nó chôn luôn bạn tình xuống cát để tránh bị làm phiền khi giao phối. Con cái nhỏ hơn rất nhiều, dường như không quan tâm đến những gì đang xảy ra. Cua được bế nó cho đến khi con cái lột xác. Về sinh vật biển khó nắm bắt này, không có nhiều thông tin hơn ngoại trừ việc chúng ăn rất ngon nếu bạn bắt được. Nó có họ hàng với cua hoàng đế. Đáy đại dương sâu thẳm có vô số loài tôm và cua độc đáo cũng như một số loại cá kỳ lạ khác. Chúng ta sẽ gặp cá mập yêu tinh. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của chúng là hình dạng bên ngoài. Tên của nó bắt nguồn từ cái mõm dài và dẹt, trông giống như một con yêu tinh. Miệng có khả năng rút lại và nhô ra phía trước để bắt con mồi. Không nhiều cá mập có khả năng như vậy. Một trong những dòng dõi cá mập lâu đời nhất, cá mập yêu tinh đã tồn tại hơn 125 triệu năm. Đây cũng là hóa thạch sống. Cá mập yêu tinh thường sống ở độ sâu từ 300 đến 1.200 mét dưới bề mặt nước. Chúng hiếm khi được nhìn thấy vì chúng rất khó nắm bắt trong môi trường này. Nơi mà ánh sáng mặt trời ít chạm tới, sâu bên dưới bề mặt đại dương, có những sinh vật rất khác biệt và độc đáo, con người ít khi nhìn thấy chúng. Đây là cá mái chèo khổng lồ, là loài cá có xương dài nhất trên thế giới. Một số loài cơ thể dài từ 10 đến 17 mét, sống ở độ sâu khoảng 200 đến 1.000 mét. Mặc dù chúng có thể được nhìn thấy ở bề mặt, thường là khi chúng bị bệnh hoặc bị thương, chúng là loài được gắn với rất nhiều truyền thuyết khác nhau. Ngư biển Nhật Bản nói rằng cá mái chèo mắc cạn trước khi động đất hoặc sóng thần xảy ra, và nó được gọi là sứ giả cung điện của thần biển. Vì không có bằng chứng chắc chắn nào liên kết hai hiện tượng này, người ta vẫn hoài nghi câu chuyện đó. Khi nói đến những thứ ẩn sâu dưới đáy biển, chúng ta không thể không nhắc đến cá đuối gai độc. Loài cá này có thể được coi là độc nhất vô nhị. Nó sống độ sâu từ 200 đến 2.000 mét. Mặt dưới của chúng có 6 cặp khe mang, chúng còn được gọi là cá đuối 6 mang, trong khi hầu hết các loài cá mập và cá đuối khác chỉ có 5 khe mang.
Không giống như nhiều loài cá đuối có thân rộng và dẹt, cá đuối nước sâu có thân tròn hơn hoặc hình nêm, giúp chúng di chuyển dễ ở những khu vực này. Chúng được trang bị một chiếc đuôi dài, giống như cây roi, có thể dài gấp nhiều lần cơ thể của chúng, và giống như các loài cá đuối gai độc khác. Một số loài cá đuối gai độc có một ngạnh độc, gần gấp đuôi. Cá đuối nước sâu ăn thịt động vật không xương sống và cá nhỏ bằng cách sử dụng bộ hàm khỏe để nghiền nát con mồi. Không có gì ngạc nhiên khi con cái cũng có khả năng sinh sản. Bằng chứng hóa thạch cho thấy chúng xuất hiện khoảng 420 triệu năm trước. Tiếp theo, hãy xem một loài được gọi là nhện biển, nhưng nó không phải là con nhện mà bạn nhìn thấy hàng ngày. Nó thuộc một lớp riêng biệt gọi là lớp động vật chân khớp. Nhện biển lớn có thể đạt sải chân dài 72 cm. Thân hình của chúng khá nhỏ, thường không lớn hơn ngón tay cái con người, mặc dù chúng có đôi chân dài. Thực tế, nhện biển có nhiều cơ quan nội tạng chảy dài khắp cơ thể, thậm chí đến chân, và chúng không có bụng. Điều đáng kinh ngạc nhất về những sinh vật này là dòng dõi của chúng khá lâu đời, với các hóa thạch từ kỷ Silur, khoảng 430 triệu năm trước. Có nghĩa là chúng cũng đã sống sót sau một số sự kiện tuyệt chủng hàng loạt. Sinh vật này ăn sứa, hải quỳ, bọt biển và các động vật không xương sống thân mềm khác. Chúng có một chiếc vòi dài, giống như vòi con muỗi, dùng hút chất dinh dưỡng từ con mồi. Chúng ta có thể phát hiện rất nhiều loài sinh vật quý hiếm dưới vực sâu, tuy nhiên, cũng có một số loài đặc biệt hiếm có, khiến nhiều người nghi ngờ về sự tồn tại của chúng hoặc cho rằng chúng đã tuyệt chủng. Cuối cùng, chúng ta có mực Big Fin, hay còn gọi là mực tay dài, là một loài cá động vật thân mềm độc đáo và cực kỳ hiếm. Cho đến gần đây, chỉ có khoảng 10 trường hợp trên toàn thế giới đã được xác nhận. Mực Big Fin đã được các nhà khoa học nhìn thấy lần đầu tiên ở vùng biển Australia vào năm 2020, ở độ sâu từ 1.000 đến 4.700 mét. Loài mực này có những cánh tay dài tưởng chừng như vô tận, khiến nó xứng đáng ghi tên vào danh sách những thủy quái kỳ dị của đại dương, và những thông tin về chúng cũng rất hạn chế. Sau hành trình đầy cam go vượt qua những khu vực đen tối sâu thẳm, chúng ta được chứng kiến những bí ẩn vẫn chưa được tiết lộ dưới đáy đại dương. Giờ là lúc chúng ta rời bỏ thế giới của những con cua khổng lồ, những chú mực ẩn hiện và những anh chàng cá mập khó bắt gặp. Hy vọng của chúng ta mở ra không chỉ trong lĩnh vực khoa học mà còn trong sự hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống trên hành tinh này. Các nhà khoa học trên cuộc hành trình không ngừng nỗ lực khám phá để lấp đầy khoảng trống kiến thức về các hệ sinh thái ẩn sau đáy biển. Đây không chỉ là một cuộc thám hiểm thông thường, mà còn là một lời giải thích về sức mạnh và sự kỳ diệu của tạo hóa, điều mà chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết. Bạn ấn tượng với sinh vật nào nhất? Chúng có giúp bạn gợi nhớ ra điều gì chăng? Vui lòng để lại comment bên dưới để chúng tôi cảm thấy bạn đang rất quan tâm về chủ đề này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.